Creepypasta luôn là kho tàng vô tận để người ta tìm hiểu, khám phá rồi mang nỗi ám ảnh ấy đi hết cả cuộc đời. Nếu như bạn đã chán với thể loại Creepypasta hại não thì hôm nay hãy cùng Đào Kinh Dị đến với những câu chuyện dễ hiểu hơn rất là nhiều nhá. Nhưng hiểu cái là sợ ngay, cái này thì mình đảm bảo nha. Nào, cùng Đào Kinh Dị đến với 5 câu chuyện Creepypasta sẽ khiến bạn khó thở. Câu chuyện 1 thì mang tên là nỗi sợ nước. Tôi luôn có một nỗi sợ tồi tệ khi phải ngập mình hoàn toàn ở trong nước. Không phải là do tôi không biết bơi hay gì đó, bố thì đã dạy tôi bơi. Ông nói rằng tôi đã từng bị nhận nước khi tôi còn rất là nhỏ. Tôi thì đã rất sợ hãi điều đó, bởi vì theo tất cả những gì tôi có thể nhớ, mỗi khi mà tôi ở dưới nước và nhìn lên mặt nước, tôi thấy hình ảnh một người phụ nữ cúi xuống gần tôi với một nụ cười ấm áp, với mái tóc vàng rực và đôi mắt xanh u ám. Nó xảy ra ngay cả khi tôi đang ở trong bồn tắm. Nó luôn luôn xảy ra đến mức trở thành bình thường, nhưng tôi lại không thể nào quen được với điều đó. Điều đó thì thực sự là đáng sợ, nhưng đồng thời lại rất là dễ chịu. Người phụ nữ đó luôn làm tôi cảm thấy ổn. Tôi thì vẫn né tránh điều này, bởi vì khi đó tôi chỉ là một đứa trẻ và nó thực sự kỳ quặc. Tôi chưa giờ kể với bố điều đó khi còn nhỏ, nhưng tôi có hỏi bố về mẹ. Ông ấy không giờ muốn kể về chuyện đó. Đôi khi ông còn nổi khùng lên với tôi khi tôi cố gắng nói về nó. Chỉ khi gần đây tôi mô tả cho ông về sự xuất hiện người phụ nữ, ông đã suýt lái xe tông vào cây cột điện. Chắc chắn rằng ông biết điều gì đó. Tôi hỏi lại một lần nữa về mẹ. Ông lại nói linh tinh, ngoại trừ chuyện là mẹ chết khi tôi còn rất là nhỏ và mẹ yêu tôi rất nhiều. Ông cũng thừa nhận rằng tóc và mắt của mẹ có màu giống như tôi vậy. Vì vậy thì tôi đã tự mình tìm hiểu về chuyện này. Tên của bà được ghi lại trên giấy khai sinh của tôi, và theo đó tôi đã tìm kiếm tất cả những tài liệu có liên quan. Bất cứ một bản tin nào về một cậu nhóc suýt chết đuối, bất cứ thứ gì có thể. Tôi muốn có một bức ảnh, thứ có thể giúp tôi kết nối thiên thần hộ mệnh của mình. Chắc là mẹ. Hôm nay thì được chôn dưới đống tài liệu ông thư viện thị trấn, tôi đã tìm được nó. Báo Winchester, Mary Withy, 28 tuổi, bị chết đuối vào tối hôm qua sau khi leo qua hàng rào cuộn thép gai và chạy trốn đến hồ chứa nước gần đó. Đám tang cô sẽ diễn ra tại nhà vào ngày 25. Mary đã bị đưa viện tâm thần 6 tháng trước, sau khi được kết luận rằng không có tội việc cố ý giết người do có dấu hiệu tâm thần. Chồng cô là Daniel Withy đã hành động kịp thời để cứu đứa con sơ sinh của họ. Khi cô bị phát hiện, đang cố dìm chết đứa bé ở trong bồn tắm. Anh em có hiểu chuyện này không nào? Chuyện này rất là dễ hiểu đúng không? Thằng này thì nó bị ám ảnh với việc là ngâm trong nước. Đấy là vì một cái trải nghiệm khi còn rất là bé của nó. Nó đã bị chính mẹ ruột của mình nhá. Khi đó nó mới là một đứa trẻ sơ sinh thôi. Bị chính mẹ ruột của mình dìm xuống bồn tắm. Và nó đã suýt chết đuối ở khoảnh khắc ấy. Thế nên mới có câu chuyện là khi mà ở trong bồn tắm hay là ở dưới mặt nước, nó luôn nhìn thấy một người phụ nữ rất là hiền dịu, cười ấm áp, rồi có mái tóc màu vàng, đôi mắt màu xanh u ám, đại khái là thế. Câu chuyện, cái điều kinh dị ở đây là chính mẹ ruột của nó đã cố gắng dìm chết nó. Rất may là ông bố tên Daniel đấy, ông đã cứu nó kịp thời để nó sống được đến ngày hôm nay. Bà mẹ sau đó thì cũng chết luôn. Ghê đúng không nào? Tiếp. Câu chuyện thứ hai, cả tháng 4. Đó là vào một đêm lạnh cuối tháng 3, một người đàn ông ngồi cầu nguyện ở phía trước của một phòng sinh. Lạy Chúa, xin cứu lấy vợ và con của tôi. Vợ người ông này đã phải mổ để sinh đứa bé ra. Cô thì là một người thể chất yếu, và ông không biết vợ ông có thể sống sót trong ca mổ này hay không. Suốt đêm đó thì người đàn ông đã liên tục cầu nguyện cho vợ của mình và đứa con. Sau một khoảng thời gian vô tận, cánh cửa phòng sinh mở ra. Các bác sĩ đi ra và nói rằng đó là một ca mổ rất phức tạp, nhưng cả vợ và con ông đều sống sót. Xin chúc mừng. Người đàn ông bật khóc, vô cùng là sung sướng và lao phòng sinh. Tuy nhiên những gì ông nhìn thấy bên trong là vợ của mình nằm chết trong một vũng máu trên bàn mổ. Đứa bé thì cũng đã chết ở trên sàn nhà. Cả tháng 4, bác sĩ hét lên ở phía sau anh ta. Mẹ đúng gặp ngay thằng bác sĩ vô duyên. Mình thề, cái cảm giác mà ngồi ở ngoài mà chờ vợ đẻ, nó là một cảm giác cực kỳ lo lắng. Chưa kể là vợ của ông này có một cái thể chất yếu và đã được tiên lượng trước là rất dễ dàng là sẽ không qua được cơn mổ này, qua được cái ca mổ này, kể cả đứa bé cũng thế. Thế mà cuối cùng mẹ gặp ngay một thằng bác sĩ vô con mẹ duyên, chạy ra lại bảo là ca mổ thành công, tốt đẹp các thứ, xin chúc mừng các thứ. Cuối cùng nó hét một phát vào mặt cả tháng 4, mình thề quả đấy mình mà là ông này có dao, mình sẽ xiên chết thằng bác sĩ ngay lập tức. Đúng thằng điên. Câu chuyện thứ 3, cõng.
Chuyện kể rằng ở một thành phố nọ, có một cặp vợ chồng trẻ và họ đã có một đứa con trai. Ngay từ trước khi mang thai đứa con này, hôn nhân của hai người đã không mấy tốt đẹp. Thời gian cứ thế trôi qua, sự rạn nứt giữa hai vợ chồng càng ngày càng lớn. Họ cãi nhau nhiều hơn nữa, thậm chí là còn muốn ly dị. Dù đã chán nhau lắm rồi, họ vẫn cam chịu người bạn đời của mình vì hạnh phúc của đứa con. Tuy nhiên là những cuộc cãi vã của hai người đã trở nên thô bạo hơn trước. Phải đến năm mà đứa con được 5 tuổi, hai người họ đã chuyển từ khó chịu khi nhìn thấy nhau thành căm ghét nhau đến tận xương tận tủy. Vào một đêm nọ, sau khi đã ru cậu bé con đi ngủ, một cuộc khẩu chiến dữ dội khác lại xảy ra. Lần này không kiềm chế nổi cơn giận của mình, đã ra tay giết hại người vợ. Sau khi mà trấn tĩnh lại và nhận ra điều khủng khiếp mà mình vừa mới làm, hắn lập tức lên kế hoạch để giấu xác của bà vợ. Hắn thì không muốn chết, liền đem xác vợ mình bỏ vào thùng xe và lái xe tới khu rừng gần nhà. Trong sự bao bọc của màn đêm, hắn khiêng xác người vợ tới một đầm lầy gần đó, vứt xác cô ả xuống và để cho chỗ bùn lầy làm nốt phần việc còn lại. Xong xuôi thì hắn lái xe trở lại nhà và bắt đầu tắm rửa. Điều kỳ lạ là cho dù hắn tắm gội bao nhiêu đi nữa, hắn vẫn không thể nào xóa đi cái mùi hôi thối bùn lầy bám trên khắp cơ thể của mình. Hắn đi ngủ, nhưng chỉ một vài tiếng sau, hắn chợt tỉnh giấc vì chưa biết nên nói gì đứa con trai vì sự biến mất bí ẩn của người mẹ. Sau khi mà suy nghĩ một hồi, hắn quyết định là sẽ nói với nó rằng mẹ nó đã sang nhà chị gái để ở một thời gian. Tuy nhiên là vào ngày hôm sau, khi hai người đang ngồi ăn sáng, đứa con chả hỏi han gì về người mẹ mà chỉ nhìn ông bố với một ánh mắt hiếu kỳ. Trong khi đó, người chồng vẫn ngửi thấy mùi hôi thối đống bùn lầy ngày hôm qua. Hắn lấy bình xịt phòng xịt khắp nhà, mong hương thơm sẽ lấn át cái mùi kinh tởm đó. Đáng tiếc là nó lại phản tác dụng. Sự hỗn tạp của hai mùi chỉ khiến cho hắn phát ớn lên mà thôi. Vài giờ thì đã trôi qua và cậu bé con đang ngồi xem TV ở trong phòng khách. Người chồng bỗng nhiên cảm giác khó chịu khi mà mỗi lần hắn bước vào phòng thì đứa con lại nhìn hắn ánh mắt tò mò và hiếu kỳ như lúc ăn bữa sáng vậy. Chả lẽ là nó đã nhìn thấy ta giết mẹ nó, tên chồng nghĩ. Nếu mà đúng là như vậy thì có lẽ là ta cũng phải thủ tiêu nó thôi. Ông chồng bước vào phòng nơi đứa con vẫn đang ngồi xem TV và hỏi: "Con à, con có điều gì muốn hỏi bố hay không?" Suy nghĩ một lúc, thằng bé mới đáp: Dạ vâng. Có phải đó là chuyện về mẹ con hay không?" "Dạ đúng rồi ạ." "Bố nghĩ chắc là con muốn hỏi mẹ con bây giờ đang ở đâu đúng không nào?" "Dạ không," đứa bé đáp. "Con muốn hỏi là tại sao mà da mặt mẹ lại cứ trắng bệch như thế và bố cứ cõng mẹ cả ngày vậy?" What the fuck? Câu chuyện này thế rồi. Nhưng mà kinh thật sự luôn ấy. Cái điểm mà kinh ở đây ấy, có nghĩa là ông bố ông đã vứt xác bà mẹ xuống đầm lầy rồi. Nhưng mà không hiểu là cái xác linh hồn của bà mẹ lại cứ thế mà ở trên lưng, ở trên lưng của ông bố này, và đứa con nó nhìn được. Ghê nhỉ. Chắc là linh hồn thôi, nhưng mà đứa con nó vẫn nhìn thấy linh hồn của bà mẹ mà đang quàng. Tiêu đề của cái câu chuyện này tên là Cõng mà. Đang quàng qua cổ người bố, vợ đang như kiểu một tư thế cõng, đang ôm với người bố này. Xong rồi mặt cứ trắng bệch ra, xong không nói năng câu gì, cả ngày cõng một cái hồn ma trên vai. Ghê vai cả nồi. Chuyện creepy thật sự. Câu chuyện thứ tư, mang thai. Chả biết từ khi nào mà tôi muốn làm mẹ. Từ hồi còn bé đến khi thành thiếu niên, tôi vẫn cứ mong ước có một đứa con của riêng mình. Khi mà tôi 9 tuổi, tôi thích chơi trò đỡ đẻ. Nhưng cái tôi cần là ai đó làm cùng với mình. Nhưng đến đại học thì thật là thất vọng. Tôi trải qua hàng tá cũng chẳng lăng nhăng và không thể làm bố một cách có trách nhiệm. Những thăng tiến công việc cũng chẳng thể làm tôi nguôi ngoai. Và tôi nhận ra đã 27 tuổi đầu. Với công nghệ khoa học hiện đại thì tôi chẳng cần đến người đàn ông nào trong đời nữa hết. Tôi chỉ cần sản phẩm của một người đàn ông mà thôi. Tôi đã tìm được một trung tâm hiển tinh trùng, chọn mua lô tốt nhất và thế là thụ thai. Tôi thấy thật là vui khi đã có kết quả khả quan. Bác sĩ cũng thấy ngạc nhiên vì tôi quay lại khám sớm hơn hạn định. Rồi 4 tuần trước khi sinh, tôi bận rộn với việc chuẩn bị mọi thứ. Từ phòng em bé, đồ đạc, tã lót. Tôi có mọi thứ một bà mẹ tương lai cần. Nhưng tôi không thể giải thích tại sao mà mình lại bị sút cân. Tôi càng ngày càng gầy đi toàn thân, chỉ trừ mỗi cái bụng. Bạn tôi còn trêu là phát này ít nhất phải là sinh đôi, hoặc là đứa bé lớn nhất mà họ từng thấy. Tôi thấy mệt mỏi vì bụng mình bị đạp trong tuần thứ 3 trước ngày sinh. Và cả cào nữa. Một tuần trước ngày sinh, tôi chỉ ước là nó đừng gặm nhấm nữa. Câu chuyện này thì
cảm giác, cái cảm giác mà chuyện cryptic, những câu chuyện creepypasta ngắn hại não lại quay về, hại não vãi cả đồi. Mình chưa thấy chi tiết, chỉ là một cái con mà 27 tuổi xong rồi nó đi thụ tinh nhân tạo à, bằng những tinh trùng có sẵn. Thế rồi nó lại càng ngày càng sút cân, mà cái thai trong bụng rất là to, như kiểu cái thai trong bụng nó là một cái vật ký sinh trùng, nó cứ gặm nhấm người đàn bà này ở từ bên trong và hút hết chất dinh dưỡng đúng như một con ký sinh trùng vậy. Câu chuyện cuối cùng, ánh chớp. Chúng tôi vừa mới chuyển đến một căn nhà gỗ nhỏ nhắn ở một vùng ngoại ô kia. Đó là một khu vực tuyệt đẹp như mơ, với những người hàng xóm ít nói nhưng thân thiện và những cây cọc hàng rào bao quanh cái sân vườn. Có thể nói đây chính là một khởi đầu mới của tôi, một ông bố đang sống độc thân cùng đứa con trai 3 tuổi của mình. Đây thì là lúc tôi giải phóng bản thân khỏi mọi rắc rối và xì chét của năm vừa qua. Tôi nhìn cơn bão sấm chớp như điện báo về sự khởi đầu mới. Những điều xui rủi còn sót lại cũng như những ám ảnh trong quá khứ rồi sẽ được rửa trôi. Gì thì gì, con trai tôi tỏ ra rất hào hứng với cuộc sống mới này, ngay cả khi đèn điện có thường xuyên bị tắt ngúm hết đi nữa. Đó đây cũng là cơn giông bão tố lớn nhất mà nó từng thấy. Những ánh chớp chiếu rọi vào những căn phòng trống không trong nhà. Hai chúng tôi cùng nhau dỡ những chiếc hộp còn đóng kín ra bên cạnh những vệt bóng dài lêu thêu. Rồi thằng bé sẽ nhảy cẫng lên và la hét sung sướng mỗi lần ánh chớp lại xuất hiện. Phải mất một lúc khá lâu kể từ giờ đi ngủ của nó, thằng bé mới chịu nằm yên mà chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tôi thấy nó thức dậy trên giường từ khi nào và đang mỉm cười thật tươi. Con nhìn thấy ánh chớp ngay bên cửa sổ mình đó ba ơi, nó dõng dạc tuyên bố. Rồi cả mấy buổi sáng sau đó nữa, nó luôn khoe với tôi cùng một điều như vậy. Ngốc ạ, tôi nói, tối qua trời làm gì có sấm chớp gì đâu nào, con hẳn đã mộng du rồi. Thế ạ, nó có vẻ hơi thất vọng. Tôi vò mái đầu thằng bé và bảo nó đừng lo gì hết, sớm muộn gì cũng sẽ lại có một cơn giông kèm sấm chớp xuất hiện mà thôi. Và rồi cũng dần trở thành một thói quen, thằng bé sẽ kể tôi nghe về việc nó nhìn thấy những ánh chớp ít nhất 2 lần một tuần, dù cho là trời có giông bão hay là không đi nữa. Những giấc mơ trùng lặp về một cơn bão sấm chớp khó quên, tôi đoán như vậy. Tôi thực sự là căm ghét sự ngu đần của mình. Mọi người đều nói rằng tôi không thể làm gì khác hơn, rằng tôi không thể nào biết trước chuyện sẽ xảy đến. Nhưng tôi là người bảo hộ chính đứa con của mình cơ mà. Những lời nói đó không là gì ngoài những ngôn từ an ủi xáo mòn. Nhưng tôi luôn sống lại cái buổi sáng đó. Cái buổi sáng khi mà tôi pha tách cà phê cho chính mình, đổ sữa vào chén ngũ cốc, cầm tờ báo lên, đọc lướt qua tin về một tên tội phạm ấu dâm của địa phương, rằng hắn vừa mới bị tống giam. Tin này được đăng ngay trên trang nhất. Rõ ràng là hắn hứng thú với những mục tiêu còn nhỏ tuổi, thường nhất là mấy thằng bé con. Hắn sẽ theo dõi ngôi nhà đó một thời gian và chụp những bức ảnh có kèm ánh đèn flash về lũ nhóc con ấy qua khung cửa sổ khi chúng con đang say ngủ. Thì thoảng thì tên đó sẽ còn làm những điều tồi tệ hơn vậy. Bụng tôi cồn cào lên khi mọi liên kết dần chắc nối lại với nhau. Vào thời điểm đó, mọi thứ chỉ đơn thuần là sự suy tưởng của bọn trẻ. Mặt khác, đó lại là thứ đáng sợ nhất mà tôi từng nghe kể. Khoảng một tuần trước, con trai tôi đến gặp tôi với bộ đồ pyjama của nó. Bố đoán thử xem, nó hỏi tôi. Sao nào, không còn ánh chớp nào bên cửa sổ con nữa hết. Tôi quyết định đùa theo thằng bé. Ồ, tuyệt, vậy là cuối cùng nó đã tắt hẳn rồi hả con? Không ạ, giờ nó đang ở trong tủ quần áo của con. Tôi thì vẫn chưa nhìn qua những bức ảnh mà cảnh sát đã chụp lại. Anh em hiểu câu chuyện này chưa nào? Cũng lúc đầu đọc thì hơi mơ hồ một chút, nhưng mà khi mà chúng ta đã nghe đến hết câu chuyện thì nó lại cực kỳ dễ hiểu. Một thằng tội phạm ấu dâm, nó có sở thích là cứ ban đêm ấy, nó sẽ dình trước cửa sổ nhà những cậu nhóc nhỏ nhỏ thôi, ví dụ 5-6 tuổi gì đấy, và nó chụp ảnh mà cái máy ảnh của nó lại có đèn flash, nó lóe lên như những ánh chớp ấy. Thế là ông bố này mãi sau ông mới biết đến câu chuyện này, và thằng tội phạm này đã bị bắt rồi. Nhưng mà cái chuyện đáng sợ lại xảy ra ở cuối chuyện. Đấy chính là thằng nhóc nó bảo là không còn ánh chớp nữa, mà bây giờ ánh chớp đã chui hẳn vào tủ rồi. Có nghĩa là cái người mà bị bắt và nghi là kẻ tội phạm ấu dâm ấy, thật sự là đã nhầm rồi. Tên tội phạm ấu dâm thật sự đang trốn trong tủ của nhà này. Và chuyện gì xảy ra tiếp theo thì chúng ta méo thế nào biết được. Đến đây nó hết rồi. Quả thật là thể loại này rất hấp dẫn đúng không nào? Và video đến đây thì đã hết rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích nhá. Chân anh cảm ơn anh em.